đào tạo Bách Khoa cũng đã mở ra cái lớp học là đọc sách để trao giá trị cho cộng đồng, cũng như những cái kiến thức anh học được và những cái giá trị và những con đường đi của anh đã trải qua, để cho chúng ta có những con đường đi nó không còn chông gai, không còn những cái vấp ngã, và để cho chúng ta vận dụng vào trong cuộc sống được thành công hơn, cũng như có con đường đi để mà nếu như không có dịch giã thì chắc chắn là chúng ta để mà có cơ hội để được học tập với tiến sĩ Thái Lâm Toàn thì điều đó chưa hề dễ với tất cả các anh chị chúng ta, đúng không ạ? Và ngay cả bản thân em Dung cũng vậy. Và hôm nay chúng ta hãy gửi lời nhiều con số 68 lên để biết ơn đến vũ trụ này, cũng như biết ơn đến tiến sĩ Thái Lâm Toàn đã có những cái giá trị để trao cho cộng đồng trong suốt thời gian qua, để cho anh chị em chúng ta cùng nhau được học tập, được nhận những cái. Mời anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn ạ. Vâng, xin chào các bạn. Chúc một ngày mới tốt lành và nhiều sức khỏe. Và hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Chúng ta sẽ tiếp tục đọc cái bài của quyển sách là Người giàu có nhất thành Babylon. Và trong cái kênh YouTube của tôi là Tiến sĩ Thái Lâm Toàn Official, tôi có làm một đoạn video clip khoảng 50 mấy phút review hết một cái quyển sách. Anh chị có thể vào đó xem. Rồi bây giờ mời em đi bắt đầu ạ. Để chúng ta đỡ mất thời gian. Mời em. Vâng, các anh chị thích đọc sách Người giàu có nhất thành Babylon hay là đọc sách với một cái cảm nhận yêu thương nhỉ? Em tặng các anh chị một đoạn nhé. Dù con đi hết chân trời, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Dù con phụng dưỡng mẹ cha, biển trời ân đức không sao báo đền. Vì ai dáng mẹ héo mòn, vì ai dáng mẹ cõi còm nắng mưa, vì ai sáng nắng chiều mưa, vì ai hoa đốm phủ đầy tóc cha. Vâng ạ, các anh chị thích đọc sách gì ạ? Để chúng ta có một cái dạng năng lượng với sáng sớm thì chúng ta không thể đọc những cái quyển sách đó được. Cũng như thể là có những bài nhạc để chúng ta mà nghe để có lấy năng lượng thì chúng ta phải chọn nhạc có năng lượng, chứ không phải là sáng ra chúng ta người đã qua một ngày, trải qua chúng ta bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống nó đưa đẩy chúng ta rồi, mà sáng ra chúng ta nghe một cái gọi là kiếp về sầu, kiếp về buồn thì chắc là cả một ngày các anh chị mang theo cái tâm trạng đó thôi. Và đó là lý do là các anh chị hãy chọn cho mình những cái bản nhạc vào sáng sớm thật là năng lượng, thật là kích não, để cho chúng ta có một cái tinh thần nó tinh tấn, nó tươi vui để chúng ta học tập cũng như làm việc được tốt hơn. Nếu như sáng ra các anh chị em có thể chia sẻ một chút được không? Nó có thể là nó hơi phũ phàng. Nếu như sáng dậy các anh chị cái động tác này có thể là hình như chị Ngọc Thúy vào chưa nhỉ? Vâng, chị Ngọc Thúy chưa vào đây. Em chia sẻ với các anh chị là khi mà sáng dậy các anh chị vươn vai lên, các anh chị cười, rồi các anh chị hôm nay là một ngày thật là tuyệt vời. Các anh chị vươn vai ba cái và anh chị vừa cười vừa nói hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, các anh chị thấy cảm giác nó khác hẳn. Thế nhưng bây giờ các anh chị vươn vai lên, mẹ hôm nay thật là mệt mỏi. Các anh chị chỉ cần là tỏ cái thái độ với cái câu nói của mình, nó đã khác ngay cái cảm giác của anh chị rồi. Thế nên là anh chị nếu như mình mà muốn vực lại cái tinh thần của mình, chỉ có mỗi cái đó là có thể đưa được cái tinh thần của anh chị lên. Và cũng như thế là chúng em và Viện trưởng Viện Đào tạo Bách Khoa ấy, chia sẻ cho anh chị về cái cuốn sách Kế hoạch làm giàu cũng như Người giàu có nhất thành Babylon, là nó cũng có sự chọn lọc. Chọn lọc ở đây là gì? Chúng ta đang chia sẻ những cái gì mọi người đang cần và mọi người đang cần nhất bây giờ. Có phải mọi người đang cần nhất là con đường đi với những cái mục tiêu cũng như thể là xây dựng lại cho mình những cái chiến lược mới, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải biết là mọi người đang cần cái gì để chia sẻ.
Nên là có rất là nhiều sách hay, nhưng sách nào nó có giúp được cho ta hiện tại và tương lai thì chúng ta nên tìm những cái đó trước. Thì khi chúng ta đạt được cái hiện tại, đạt được cái tương lai rồi thì mọi việc đằng sau chúng ta đều có thể thực hiện được. Và bây giờ em xin tiếp tục với cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon. Và em tiếp tục với cái hôm qua chúng ta mới nghe được một câu chuyện của một anh chàng, anh ấy bị tuột mất cái cơ hội. Và hôm nay là câu chuyện thứ hai. Tôi sẽ kể một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu đỏ đáp lại. Tôi là một người thu mua gia súc, chủ yếu là lạc đà và ngựa. Nhưng thỉnh thoảng tôi mua cả cừu và dê. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây sẽ chứng minh một sự thật là dịp may hiếm có thường vụt qua rất nhanh. Như trường hợp của tôi, nó chỉ đến trong một đêm, mặc dù tôi mong mỏi chờ đợi từ rất lâu. Và đáng tiếc là tôi đã để vụt mất nó. Đánh giá điều này như thế nào tùy thuộc vào các bạn. Với giọng trầm ngâm như một sự hồi tưởng lại quá khứ, ông ta kể lại. Vào một buổi chiều cách đây đã nhiều năm, tôi trải qua một cuộc hành trình dài ngày và gian khổ. Tìm mua gia súc, tôi vẫn không mua được gì, chán nản và mệt mỏi. Tôi quay trở về Babylon và rất bực mình khi thấy cổng thành đã đóng chặt. Trong khi những người nô lệ của tôi thì đều căng lều ra để ngủ tạm qua đêm. Tôi buồn bã và không ngủ được nên trở dậy đi hóng gió. Tình cờ tôi gặp một người nông dân tầm trung niên đang đi loanh quanh. Có vẻ như đang rất là sốt ruột và lo lắng về một điều gì đó. Giống như tôi, đoàn người của ông cũng đang ở bên ngoài thành. Kính thưa ông, người nông dân nói với tôi. Nhìn bên ngoài, tôi đoán ông là một người thu mua gia súc. Nếu đúng như thế, tôi muốn bán cho ông toàn bộ bầy cừu này của tôi. Tôi từ phương xa tới, đang định sáng mai đem đàn cừu vào thành để bán. Nhưng vừa rồi, tôi mới nhận được tin người vợ yêu quý của tôi hiện nay đang lâm bệnh nặng. Tôi phải quay trở về càng sớm càng tốt. Nên muốn bán bầy cừu kia ngay lúc này. Mong ông mua giúp tôi để các nô lệ của tôi được trở về ngay trong đêm. Vào lúc đó, trời rất tối, nên tôi không thể quan sát được bầy cừu của ông ấy. Nhưng căn cứ vào tiếng kêu, tôi đoán là số lượng cừu chắc cũng rất là nhiều. Tôi đã mất 10 ngày rong ruổi vô ích, vẫn không mua được gì cả. Vì thế tôi rất hứng khởi trước lời đề nghị đó và thương lượng ngay với người nông dân. Do quá lo lắng, tôi đã đưa ra một mức giá rất thấp so với giá thông thường giao bán một con cừu. Tôi đồng ý ngay bởi vì tôi biết chắc rằng sáng mai ngày mai, người nô lệ của tôi có thể lùa cả bầy cừu qua cổng thành và bán với giá cao hơn rất nhiều. Cuộc thương lượng kết thúc, tôi gọi những người nô lệ mang đuốc đến để đếm bầy cừu. Vì theo người nông dân, số lượng cả bầy cừu lên tới 900 con. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chúng tôi không tài nào đếm được. Vì vậy, không biết suối quẩy thế nào, tôi lại bảo với ông ấy rằng đợi đến ngày mai khi đếm xong, tôi sẽ thanh toán số tiền cho ông ta. Xin làm ơn thưa quý ông ta khẩn khoản, ngài có thể trả cho tôi 2/3 số tiền. Còn 900 con cừu này cũng được. Để tôi có thể khởi hành ngay bây giờ, tôi sẽ để lại đây một người nô lệ thông minh và hiểu biết nhất của tôi. Sáng ngày mai, cậu ta sẽ giúp ông đếm số cừu. Tôi rất tin cậy anh ta và thường giao cho anh ta những việc quan trọng. Vì vậy, ông có thể điều chỉnh phần tiền còn lại trả vào sáng hôm sau nếu có sai lệch về số lượng.
Nhưng do sự ngu tối và quá tính toán của mình, tôi đã nhất quyết không chịu đưa số tiền như lời đề nghị của ông ấy ngay lúc đó. Cuộc giao dịch buôn bán của tôi xem như chấm dứt. Vào sáng sớm hôm sau, trước khi tôi thức dậy, các cổng thành đã mở và có bốn người đã đến mua bầy cừu của người nông dân ấy. Họ là những người thu mua gia súc giống tôi. Nhìn thấy bầy cừu, họ rất ưng ý và đã trả giá rất cao, cao gấp 3 lần so với giá người nông dân nài nỉ bán cho tôi vào tối hôm qua. Những người này cho biết do vương quốc đang bị giặc đe dọa và bao vây mà lương thực trong thành không còn để dự trữ nhiều, nên họ mua gia súc gia cầm để thay thế. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã để mất một cơ hội buôn bán mang lợi nhuận rất lớn. Vậy có phải dịp may hiếm đã tuột khỏi tầm tay của tôi không? Đây là một câu chuyện khá đặc biệt, AK nhận định. Nó đã cho chúng ta một bài học về sự khôn ngoan. Mọi người thấy đó. Đúng vậy, một người thợ làm yên ngựa khả kính góp ý. Khôn ngoan là phải nắm bắt và đáp ứng ngay mọi yêu cầu của cơ hội. Chúng ta nhận thấy rõ kết quả của nó đem lại nhiều điều tốt đẹp. Trong việc buôn bán, nếu có một thương lượng đi đến thành công và chắc chắn mang lại lợi nhuận, thì bạn cần phải bảo vệ thành quả của mình, tránh những suy nghĩ do dự hay thiếu tự tin của bản thân, đồng thời cảnh giác với những ý kiến can thiệp của người khác. Dĩ nhiên, điều sai là do chúng ta ngu ngốc, còn chọn điều đúng là chúng ta có khuynh hướng do dự, lưỡng lự và phân vân, suy tính và chỉ khiến dịp may trôi qua. Phán đoán đầu tiên thường là phán đoán tốt nhất của tôi. Tuy nhiên, thường trong các cuộc thương lượng, tôi vẫn luôn cảm thấy khó khăn khi tự thuyết phục mình tin theo những phán đoán đó. Bởi vậy, cũng giống như một sự là tự bảo vệ mình nhằm chống lại những điểm yếu kém của bản thân. Trong những cuộc thương lượng, tôi luôn phân tích và tình hình tìm ra những ưu điểm nhằm củng cố lòng tự tin của mình. Làm như thế tôi sẽ tránh được cái sự hối tiếc về sau và luôn nắm bắt được những dịp may đến với mình. Cảm ơn anh. Tôi xin được nói tiếp. Người đến từ CG nói đứng dậy. Những câu chuyện này rất giống nhau bởi vì mỗi lần cơ hội tuột mất đều có những lý do tương tự. Nhưng tại sao mỗi lần đối diện với dịp may, chúng ta thường do dự, thối lui và chứ không nghĩ rằng đây là dịp tốt, cần phải nắm bắt lấy? Phải chăng nếu chúng ta suy nghĩ theo một xu hướng như thế thì chúng ta sẽ không thành công? Anh nói rất đúng, anh bạn ạ. Người thu mua gia súc đáp lời: trong hai câu chuyện trên, dịp may tuột khỏi tầm tay là do sự trì hoãn của chúng ta. Điều đó cho thấy tính do dự vẫn luôn tồn tại trong tất cả mọi con người. Trong khi chúng ta lại luôn mong muốn được sự thành đạt và giàu có. Và vì thế là khi các dịp may đến do tính do dự ù lì, nên chúng ta đã không chịu nắm bắt. Nếu hiểu như vậy thì quả thật tính khí của chúng ta đã trở thành kẻ thù tệ hại nhất của chúng ta. Lúc còn trẻ, tôi đã không cảm nhận được điều đó. Nhưng những lời nói của người bạn đến từ CG quả thật là rất sâu sắc. Trước đây tôi nghĩ mình đã để lỡ mất nhiều cơ hội kinh doanh là do khả năng phán đoán của tôi rất tệ. Về sau tôi tin lại rằng đó là do trí não đần độn của mình. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra được một sự thật. Đó là do thói quen trì hoãn, chậm chạp, không bắt kịp yêu cầu của thực tế, phải ra quyết định nhanh chóng để hành động và giành lấy thành công.
Khi hiểu ra được sự việc, tôi đã thật sự hối tiếc khi thấy rõ tác hại của tính ù lì của bản thân. Do đó, tôi đã tìm cách thoát ra khỏi kẻ thù kia để vươn ra và đạt được những thành quả như hiện nay. Cảm ơn anh, tôi có một câu hỏi muốn nhờ vị thương gia trả lời giúp. Người bạn đến từ Syria nói tiếp, nhìn dáng vẻ ngày nay, tôi nghĩ ông đã là một người rất thành đạt. Vậy hãy nói cho chúng tôi biết, ông đã chống lại tính u lì của mình như thế nào? Người thương gia từ tốn trả lời, đối với tôi, tính u lì là một kẻ thù luôn rình rập, chờ dịp để gây cản trở cho công việc. Câu chuyện ban nãy của tôi kể cho các bạn nghe chỉ là một trong những nhiều câu chuyện mà tôi đã từng trải qua, cho thấy bản thân tôi cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt trong cuộc đời mình. Bạn thấy đó, chúng ta không thể để kẻ trộm vào khuân những bồ lúa của mình, cũng không ai muốn để cho đối thủ phỏng tay trên những khách hàng tiềm năng có thể đem lại những nguồn lợi nhuận cho mình. Một khi tôi đã nhận thức được tác hại của những hành vi đó, thì tôi sẽ loại bỏ ngay. Phải cải thiện tính do dự, trì trệ của bản thân, thì chúng ta mới có thể làm giàu được. Ý kiến của ông thế nào? Hỡi ông AK, bởi vì ông là người giàu nhất ở thành Babylon, nên nhiều người thường bảo ông là con người may mắn. Nhưng thật ra, nếu chúng ta không chiến thắng được bản tính u lì, trì trệ của bản thân, thì chúng ta có thể đạt được những thành công và trở nên giàu có. Được không? Ông có đồng ý với tôi như vậy không? Hoàn toàn đúng như thế anh bạn ạ. AK thừa nhận, trong suốt cuộc đời, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người theo đuổi chí hướng riêng của họ, nhưng trong các lĩnh vực như kinh doanh thương mại, khoa học, nghệ thuật, không ít người trong số đó đã đạt được những thành công. Tôi có thể khẳng định rằng cơ hội may mắn dành cho mọi người là như nhau, nhưng chỉ một số người nắm bắt, còn vận may và trở nên thành công, còn nhiều người khác thì thường là do dự toan tính thiệt hơn mà khiến cho cơ hội trôi qua, để rồi cuộc sống của họ vẫn không có một sự thay đổi nào cả. Họ vẫn nghèo đói, vất vả và lam lũ. Có khi suốt cả cuộc đời vẫn không thoát khỏi được cuộc sống co cự đó. AK quay về phía người dệt vải và nói tiếp. Anh đã gợi ý cho ta về một đề tài thảo luận rất hay. Vậy anh hãy nghĩ như thế nào về sự may mắn? Tôi muốn nhìn thấy sự may mắn ở một khía cạnh khác. Trước đây, tôi nghĩ rằng nó là một điều mà không ai cũng mong ước, mà nó có thể xảy ra không cần bất cứ sự nỗ lực nào của con người. Nhưng bây giờ, qua cuộc thảo luận rất thú vị vừa rồi, tôi đã nhận thức được sự may mắn và không cứ chờ. Tôi đã nhận được sự may mắn không phải cứ chờ đợi là có được, mà để được may mắn chúng ta cần phải biết nắm lấy những cơ hội tốt và có quyết tâm thực hiện ngay. Do vậy, trong tương lai tôi sẽ cố gắng hết sức để nắm bắt những cơ hội tốt nó đến với tôi. Anh đã tiếp thu rất tốt những vấn đề mà chúng ta vừa thảo luận, AK đáp lại. Dịp may thường đem đến cho chúng ta những cơ hội rất ít, nhưng khi lặp lại lần hai thì không có. Người bạn thương gia của chúng ta đã có một dịp may hiếm có, nhưng lại không biết cách nắm lấy và tất nhiên đã bỏ lỡ một cơ hội có thể đem lại sự giàu có cho anh ấy. Người bạn mua gia súc của chúng ta cũng vậy. Đáng lẽ anh ta có thể thu mua được một khoản lợi nhuận rất lớn nếu thực hiện ngay việc mua bầy cừu. Vì vậy, chúng ta đã thảo luận rất nhiều vấn đề này để tìm ra những phương thức và sự thu hút may mắn đến với chúng ta. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta
đã tìm ra những phương thức đó và thông qua chúng ta có thể biết về sự may mắn. Đó là sự may mắn có thể thu hút được nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội. Các bạn nhớ điều này, nếu chúng ta biết nắm bắt lấy những cơ hội tốt đến với mình, tức là đã thu hút được sự may mắn. Và nếu bạn quyết định hành động đúng lúc, thì nó sẽ đưa bạn tới một đỉnh cao của sự thành công và bạn mong đợi nhất. Em vừa đọc xong với cái chương đó là gặp nữ thần may mắn, thì nữ thần may mắn ở đây thì chẳng có nữ thần nào cả, ngoài cái sự quyết tâm và cái sự nỗ lực và cái sự quyết đoán của chúng ta để chúng ta đưa đến cho mình những cái cơ hội mà chúng ta biết nắm bắt. Và thế giới này thì luôn đầy đủ cho tất cả, không có ai là nếu như bây giờ tôi giàu mà các bạn khác nghèo đi, mà luôn đầy đủ cho tất cả mọi người có thể có những sự giàu có và thành công. Và em xin mời các anh chị chúng ta cùng nhau đưa tay lên để chúng ta cùng nhau thảo luận với qua buổi hôm qua và buổi hôm nay, nó cũng đã có sự liên kết được với nhau qua những câu chuyện là bị tuột mất những cái cơ hội. Vâng, em xin mời các anh chị. Vâng ạ, những câu chuyện thành công, những câu chuyện thất bại của các anh chị, ai đã bị tuột những cơ hội của mình? Hôm nay em xin mời một người chia sẻ về đã tuột mất cơ hội của mình. Vâng, em xin mời anh Hồ Duy Vũ, hình như anh định bật mic đúng không? Em xin mời anh. Xin chào thầy tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Xin chào tất cả các anh chị trong phòng Zoom. Chúc các anh chị có một ngày chủ nhật bên gia đình vui vẻ và bình an. Thì hôm nay chị Nguyên Dung đọc tiếp nối theo cái ngày bữa hôm qua, thì Vũ kết nối lại hai ngày và Vũ có cái bài học vừa Vũ vừa xảy ra trong cái thời gian cách đây vài tháng. Thì Vũ cũng làm bên cái thị trường tiền điện tử hay là coin đấy. Thì đúng là cái sự may mắn, cái cơ hội, cái lòng tham, cái sự trì hoãn, cái lý do, sự ù lì của mình, thì tất cả những yếu tố nó cộng dồn lại. Nhưng mà Vũ nói thật ra là cái gì cũng là đúng thời điểm là quan trọng nhất. Cái thời điểm quyết định tất cả trong kinh doanh của mình, mình vào đúng thời điểm là cái điều rất là quan trọng trong thời điểm kỹ thuật số như thế này, thời điểm công nghệ 4.0 như thế này. Mình do dự thì tất nhiên cái sự do dự ù lì của chúng ta là do cái sự thiếu kiến thức, do sự mình không chuẩn bị trước, thì mình có sự do dự và ù lì là đó là chuyện hiển nhiên trong cuộc sống. Tại vì mình chưa có kiến thức, mình chưa có người dẫn đường, mình chưa có niềm tin, thì mình nghĩ là những cái sự ù lì, những sự do dự đó là cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà mình gặp được những người thầy, những người tạo cho mình một cái niềm tin, thì mình có thể là mình theo, mình quyết định nhanh cũng rất là kịp thời thôi. Nhưng mà theo Vũ tóm lại thì những cái sự may mắn, cơ hội, rồi mình quản lý cái lòng tham của mình các anh chị trong thời buổi kỹ thuật số này, trong thời buổi công nghệ 4.0 này, thì mình quản lý cái lòng tham rất là quan trọng. Tại vì tiền á, nó không tự sinh ra, mà nó từ túi người này qua túi người kia. Còn mình quản lý được lòng tham thì mình có thể là mình kiếm được 30%, 50% thì mình chốt bớt đi. Chứ mình tham mình muốn kiếm là gấp 10, gấp 20 lần, gấp 30 lần, thì nó sẽ là nhiều lúc là nó mất đi cái mà mình đầu tư luôn đó các anh chị. Cho nên Vũ thấy là trong cái hai ngày liên tiếp của Nguyên Dung đọc, và Vũ liên tưởng vào cái công việc hiện tại cũng như là những nhìn mọi người xung quanh để mình có cái lý luận hồi nãy giờ, thì trong cái thị trường số Vũ đang làm bây giờ là nó cũng rất là nhiều cái họ lập ra nó scam đó các anh chị, nó lừa đảo nhiều lắm. Cho nên cái vấn đề là mình phải tìm hiểu, mình hiểu biết rồi mình quyết định đầu tư, cái vấn đề đó là cái vấn đề mà tất cả chúng ta đều phải học tập hàng ngày. Nên Vũ vào cái Zoom này cũng là mong muốn là cũng tìm hiểu, cũng muốn học hỏi từ tất cả các anh chị ở đây. Rồi em cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Em xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Vũ. Vâng, vô cùng là năng lượng, cũng như thể là nói lên những cái sự trì hoãn của mình
Đó là một điều không hề dễ với tất cả các anh chị chúng ta, nếu như chúng ta không dám chấp nhận. Vì khi chúng ta phải biết là chấp nhận những cái gì đã qua thì chúng ta mới gột được, thì chúng ta mới tiến được cái tương lai. Vâng, em xin mời các anh chị khác ạ. Chắc là không có ai giơ tay, có lẽ là các anh chị chúng ta cũng có nhiều câu chuyện thành công hơn. Thì em xin mời những câu chuyện thành công của các anh chị khi nắm bắt được cơ hội. Em xin mời thầy Quang ạ. Xin chào tiến sĩ Thái Nam Toàn và cả nhà. Chúc mọi người một chủ nhật vui vẻ và bình an nhé. Thì cái câu chuyện này cô Dung và ngày bà đọc tới hôm nay thì kết hợp lại thì tôi thấy thế này. Nói về may mắn, cái chỗ này đang bàn vấn đề thế nào là may mắn. Thì do cuộc sống bức bách, có nhiều người muốn cải thiện cái tình hình tài chính của mình thì người ta có thể chọn có nhiều cách. Một là người ta chọn cá cược, ta chọn cá cược bài bạc, thì cái này cũng có người một số ít, có lẽ hàng trăm, một phần triệu, cho nên nhìn thấy cái đó người ta nghĩ rằng đó là cái cách để có thể làm giàu. Nhưng thực tế là cái ông Akash nói một cuộc sống chúng ta thấy đó, cờ bạc và bác bằng chưa ai giàu có bằng bài bạc hết, cá cược hết, rất ít. Cái đó nếu có là tỷ lệ may mắn nó rất là nhỏ, cái đó không, cái đó nó quá thấp. Nhưng mà cái vấn đề may mắn làm sao đối với người bình thường mình á, thì đó là chính là kinh doanh. Cái câu chuyện này từ đầu là may mắn làm kinh doanh và đầu tư. Và trong câu chuyện của Marcus thì nêu ra đó là phần trước với phần hôm nay đó, thì nó có hai cái vấn đề. Là một là mình vẫn phải thực hiện theo đúng cái quy trình, là phải tiết kiệm 1/10, tiết kiệm 1/10 rồi mình mới lấy cái số tiền tiết kiệm đó rồi mình đem đi đầu tư. Như vậy cái trong câu chuyện này cũng nêu ra một cái bài học, là do sự nóng vội nên đôi khi đầu tư nó mất cái đoạn đầu thấy mất tiền. Để đi kết hợp kinh doanh với một người mà nó không có tìm hiểu kỹ. Và cái thứ hai đó là cơ hội, nó mất cơ hội. Thì cơ hội thì bình đẳng với mọi người đấy, luôn luôn có cơ hội. Nên người ta nói là tôi không có cơ hội là không đúng, có cơ hội. Nhưng vấn đề chỗ là cơ hội nó chỉ đến rồi nó đi, đến rồi đi. Có thể nó đến từ người này đến qua người kia, mà người này không nắm bắt, người kia nắm bắt. Như vậy là khả năng mà nắm bắt cơ hội và xác định ngay chắc chắn đó là quyết định cho thành công. Cái này thì nãy anh Vũ có nói rồi đó. Thì trong cuộc sống tôi cũng gặp này rất là nhiều. Thực sự là cái ranh giới giữa nắm bắt cơ hội và bỏ cơ hội đó, nó rất là sát nhau. Có thể là mình đầu tư mà mất liền và mình gọi là cơ hội. Mình biết là mình thấy này cơ hội, mình đầu tư ngay mình mất tiền, cái mình sợ lần sau cơ hội đến thay vì mình quyết định liền thì mình lại chần chừ do dự. Như vậy thì cái bài học kinh nghiệm trong cái này ra nêu ra thành may mắn đây là gì, là đừng có do dự, đừng có trì hoãn, đó là cái bệnh. Cơ hội đến rồi, thấy rõ rồi mà mình còn trì hoãn do dự thì cơ hội nó qua đi. Bây giờ chúng ta thấy Mailand cũng là cơ hội đấy. Nhiều người Mailand này cũng giống rất nhiều cái cơ hội khác của người ta khi đầu tư vô Facebook hay là Uber, Grab. Và rất không nhau, bởi vì nếu mình không có kiến thức thời đại, kiến thức đủ thì chúng ta sẽ do dự, chúng ta không quyết định ngay, vì người ta cứ sợ rằng ta quyết định là ta sẽ mất tiền. Cho nên là bài học kinh nghiệm tôi thấy ở đây là gì,
giống như Mylen có người hỏi rủi ro, có rủi ro hay không. Thì thật ra thì ở đây vấn đề chỗ này nè, cái người đó nêu thôi, chứ còn nếu mà mình đúng là quy trình 10% thì nếu rủi ro xảy ra thì chúng ta chỉ mất có 10% thôi. Thì như vậy thì quyết định liền là phải làm liền, chứ đâu phải là đem tất cả số tiền mình có đâu, mình không đem tất cả số tiền thu nhập mình mà đem đi đầu tư, thì như vậy thì nó mới gọi là rủi ro lớn nhất. Rủi ro lớn nhất là không dám chấp nhận rủi ro. Mà cái rủi ro đây là quản trị rủi ro, đây là gì? Quản trị rủi ro đây là chỉ đầu tư có 10% thôi, nếu mà nó có tổn thất thì nó chỉ mất trong đó thôi, chúng ta quyết định ngay. À, như vậy thì nắm bắt cơ hội ngay. Thì tôi chỉ thấy là đó là cái bài học mà bản thân tôi đã từng trải qua rồi đó, bỏ rất nhiều cơ hội để làm giàu, thực sự cực kỳ giàu luôn, nhưng mà bởi vì mình chần chừ, để sang ngày hôm sau nó giá khác rồi thì lúc đó mình không còn khả năng nữa. Rồi có lúc thì mình lại quá dội vàng. Thời gian trước tôi lại tin tưởng các công ty Việt Nam, tôi ủy thác, tôi đầu tư vô nó, tôi mất hết. Đó là sự ngu dốt mình. Mình không có kiến thức về thị trường, về tài chính, về lợi nhuận. Mình nhìn chỉ thấy là cái lợi nhuận mang lại thôi, nhưng mà mình không thấy cái bản chất sự thật của nó. Nó không thể có cái lợi nhuận đó mà mình đem tiền mà mình thấy lúc đó sẽ đông người quá. Cái suy nghĩ của mình là chính là mình đi theo đám đông mà mình không có một suy nghĩ riêng. Cho nên trong cuộc sống thực sự không biết khi nào là khôn, khi nào là ngu đâu. Chỉ có một cái là không có kiến thức. Khi nào sau này mình có kiến thức tài chính rồi á, thì mình sẽ bớt mất mát tài sản, bớt thất bại, và chúng ta sẽ dễ nắm bắt cơ hội để mà mình thay đổi cuộc sống của mình. Từ bài học này tôi thấy may mắn là vậy đó. May mắn là không do dự, phải có kiến thức để mình không đầu tư vô những cái mà không đúng, để mình tổn thất, và không do dự để quyết định đó. Nắm bắt cơ hội ngay, vì cơ hội nó đến nó đi, nó không có chậm. Xin hết ạ. Đó là bài học kinh nghiệm của mình. Vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của thầy Quang sáng hôm nay, cũng khá là chi tiết và cũng sâu chuỗi được hai buổi đọc sách. Thì đúng là qua hai buổi đọc sách ấy, thì cái buổi hôm qua của chúng ta có nói đến đó là cái sự thất bại. Cái sự thất bại ở đây đó là khi chúng ta chưa đầy đủ được những cái kiến thức, và nó đã mang đến cho chúng ta những cái sự thất bại. Và những cái sự thất bại đó thì nó lại liên tưởng đến cái câu chuyện hôm sau là chúng ta bị tuột mất cái cơ hội. Tuột mất cơ hội ở đây vì chúng ta đã có trong mình cái sự rào cản, đó là chúng ta đã là người thất bại rồi. Thì chúng ta nghĩ là những cái quyết định ở bản thân của chúng ta không tự tin với cái quyết định đó, và chúng ta đã bị tuột mất. Và đó là lý do mà chúng ta luôn là phải trau dồi những cái kinh nghiệm cũng như những cái kiến thức để chúng ta làm sao là có cho mình những cái ra những cái sự quyết định cũng như cái sự nắm bắt nó tốt nhất để đưa với được chúng ta đi đến con đường thành công. Có những nếu như chúng ta ở trong môi trường kinh doanh thì nó lại có hai cái, đó là đi đầu tư cũng đi làm theo trend. Trend ở đây là đi theo đám đông, cũng đúng như thầy Quang nói, đi theo đám đông. Nếu như nhìn trước nhìn sau và đằng trước đằng sau ai trong chúng ta cũng bảo đấy là một cơ hội tốt, thì liệu đó có còn là thị trường của chúng ta nữa không, cơ hội của chúng ta nữa không? Khi đó ai ai cũng biết rồi, chúng ta không còn là cơ hội nữa. Nếu như bây giờ chúng ta đi nắm bắt một cái cơ hội mà nhìn trước nhìn sau, hỏi ngược hỏi xuôi, không có ai biết đến, thì chúng ta cần phải có những cái kiến thức để chúng ta thẩm định cũng như chia, để chúng ta nghiên cứu về nó, thì chúng ta mới ra được quyết định. Thì cái điều đó thì đương nhiên là cái người đi đầu luôn luôn là có những cái sự khó khăn, là chúng ta cần phải có những cái kiến thức thì chúng ta mới tìm hiểu được. Và đó là những cái kinh nghiệm mà em cũng dính, cũng như thế là trong cái quá trình mình học tập cũng được rất nhiều người thành công chia sẻ là mình phải là người đi đầu và dẫn đầu trong mọi lĩnh vực thì chúng ta mới có sự thành công, và phải biết nắm bắt cơ hội. Và nếu như nắm bắt cơ hội thì nắm bắt cơ hội như thế nào để được đến cái sự thành công cũng như có một cái sự đúng đắn nhất, thì chúng ta cần phải có
có cái sự hiểu biết. Thì sự hiểu biết ở đây là gì? Thì Viện Đào tạo Bách khoa thì anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn thì một người đã từng có những cái kinh nghiệm trong 28 năm. Còn đã có những cái sự thành công, có những sự thất bại và đã viết lên những cái quyển sách để cho chúng ta chiêm nghiệm và cũng như thể là phân tích để cho chúng ta biết à con đường này nó đi như thế nào, con đường kia đi như thế nào để chúng ta có một cái con đường như vậy. Thì em luôn không, em hôm qua mới nhắc với các anh chị, thành công luôn để theo dấu vết. Chúng ta chỉ cần lần theo dấu vết để thành công. Và cũng như quyển sách Người giàu có nhất thành Babylon, nó đã xuất hiện từ khá là lâu rồi, từ năm 1920. Thế nhưng mà đến giờ này chúng ta vẫn áp dụng được, đúng không ạ? Họ vẫn để lại dấu vết, nhưng chúng ta biết là chúng ta đặt vị trí mình hiện tại làm sao để dùng cái kiến thức của người xưa nhưng chúng ta lại áp dụng được vào ngày nay. Thì đó là cái môi trường, là như hôm nay các anh chị thấy là từ những cái sự phân tích của thầy Quang, của các anh chị, chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, anh Duy Vũ đã chia sẻ cho chúng ta, đó là những cái kiến thức để chúng ta áp dụng vào luôn. Chứ không cần phải là chúng ta, nếu như bây giờ các anh chị chúng ta một mình chúng ta đọc sách, em nói thật với anh chị là bản thân em đã trải qua, một mình đọc sách không bao giờ có để được ra những cái kết quả cũng như có những cái suy nghĩ nhanh như vậy được. Mà mỗi người phát biểu ở đây nó là một cái suy nghĩ và nó sẽ đắp lại cho tất cả các anh chị chúng ta để chúng ta có một cái sự nhận biết nó rất nhanh. Em phải nói là đến đây các anh chị là điều rất là hạnh phúc cho tất cả các anh chị. Và cũng như thể là cái đáng giá, không còn có cái giá tiền nào để mà trả cho với cái những cái kiến thức này được. Không dễ gì ai có thể ngồi để phân tích những cái mình trải qua để cho các anh chị chúng ta làm bài học cũng như để là thực chiến ngay vào cuộc sống của mình. Và em xin một cánh tay nữa của các anh chị có thể chia sẻ. Chị Ngọc Anh nay im thế. Em xin mời anh Cường. Chị Ngọc Thúy. Vâng, chị Ngọc Thúy. Anh Cường xong rồi chị Ngọc Thúy ạ. Em mời anh Cường. Cái chị Ngọc Thúy trước đây là tới tin anh quay lại. Dạ. Chia sẻ. Vâng, em xin mời chị. Xin chào thầy, chào tất cả các anh chị. Thúy có cái nhận xét từ những cái buổi đọc sách. Đọc sách từ mình được đến cái lớp đọc sách của thầy Toàn á, là rất là hạnh phúc và rất là giúp cho chúng ta có nhiều cái kinh nghiệm trải nghiệm, giống như Dung nói đó, là cái kinh nghiệm trải nghiệm từ thầy, từ các anh chị trong lớp, những cái ý kiến đó là sẽ giúp cho mọi người được thấy được, nhìn thấy được những cái bài học đáng giá để mình áp dụng trong mỗi ngày. Tại vì những cái bài học mà rút ra từ những người thành công và thất bại thì từ đó mình mới mình mới thực hiện. Và ở đây là nhất là cái tầm nhìn của thầy, rồi ở đây và những cái anh chị em ở đây toàn là những người gọi là doanh nghiệp và trải nghiệm qua cuộc sống, nhưng mà đến đây thì cũng có người thành công và thất bại. Thì trong cái lớp học này thì Thúy rất là, đến đây thì Thúy rất là hạnh phúc, tại vì mình được trực tiếp được vừa đọc sách, mà đúng như Dung nói đó, đọc sách mà ở nhà mình đọc thì nó khó mà tìm ra cái con đường thành công lắm, vì nó không có cái sự trải nghiệm từ các anh chị đưa ra những ý kiến á, thì mình sẽ thấy được những cái ưu điểm và khuyết điểm như thế nào. Rồi hai nữa là khi mình có cái tầm nhìn vào trong những cái công việc mới, thì bây giờ hàng ngày á, là công việc với lại những cái công ty hàng ngày á, thì mình thấy á, là nó rất là nhiều, nhưng mà mình biết chọn lựa như thế nào để phù hợp với thời đại và với bản thân mình. Thì
từ đó là mình thấy ở nơi đây là cái môi trường rất là tốt, là vì thầy vừa dạ vừa vừa những cái cuốn sách mà của thầy đó, với giống như là sách của thành Babylon đó, là tuy rằng là nó cũng qua nhiều năm nhưng mà nó rất là thực tế trong cái thời đại bây giờ. Thì vừa thầy vừa đọc mà vừa giải thích, cũng như là trong lớp mình là vừa có những cái ý kiến, thành ra là mình đến đây là một cái môi trường thực tế nhất và tốt nhất. Cho nên là thấy riêng thấy thì rất là tâm đắc và rất là hạnh phúc để mình được trải nghiệm cùng tất cả các anh chị, để tìm ra một cái cơ hội để mình áp dụng trong đời sống. Thì có ý kiến gì xin cảm ơn tất cả các anh nghe. Em xin cảm ơn chị Thúy. Em xin mời anh Cường. Xin chào tiến sĩ Thái Lâm Toàn và Miss Dung Nguyễn. Thì qua cái buổi cà phê ngày hôm nay á, thì vô room của thầy á, thì cho mình cái bài học là trước giờ thì mình làm theo cái bản tính của mình là làm thấy kinh doanh, có lời thì làm, không có lời thì mình cũng không biết được, nhiều khi lỗ lời đó. Thì sau cái room thầy mình cảm nghiệm là mình thấy có nhiều điều mà trước giờ mình làm sai mà mình không có biết nhờ vào một cái hệ thống hay là một người hướng dẫn, một người dẫn đường đó. Thì qua cái cà phê thầy này thì mình phải tìm ra một cơ hội mới, có thể là mình là người theo thầy để mà hướng dẫn cho mình cái tương lai mới, mình tìm được cái năng lượng mới trong cuộc sống. Xin hết. Em xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Cường. Thì thật ra là trong thế giới này có đầy đủ cho chúng ta, chủ yếu là chúng ta có nắm bắt hay không. Không có ai là lấy mất của ai cả, ai cũng có cơ hội và ai cũng có quyền đó. Và cái điều mà em luôn là mong muốn là các anh chị, chúng ta hãy tập trung những cái kiến thức mà có trong cái buổi đọc sách, vì nó là rất là giá trị. Bản thân em Dung, em nói thật cũng như chia sẻ thật với các anh chị là riêng cái quyển sách này, em bây giờ em đọc lại cho các anh chị, nhưng kiến thức của em trao dồi lên rất là nhiều. Nhưng trước đây em đã học nó, nhưng mà em phải học trong vòng rất là nhiều, đọc rất là nhiều, cũng như thể là thậm chí cái môi trường họ cho em học là chỉ một người giảng thôi, bọn em không được nói ra, cũng như không được các anh chị chúng ta phân tích như vậy. Mỗi người chúng ta phân tích là một cái câu chuyện, cũng như một cái bài giảng. Đó là các anh chị chỉ cần là cứ mỗi người chúng ta nói lên một ý kiến, một cái suy nghĩ của mình, là chúng ta đã học thêm, cũng như chúng ta trau dồi thêm được cái kiến thức của mình thêm một lần nữa. Và đó là lý do cái quyển sách này thì nó rất là nhỏ thôi, thế nhưng mà cái môi trường em học nó gần như để mà thông suốt đến giờ này em hiểu nó ấy, là mất 2 năm để mà ngấm. Vâng, em xin mời chị Ngọc Anh. Chào chị Dung, chào tất cả mọi người đang có mặt ở trong rừng, và đặc biệt là chào tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Thật ra thì bản thân Ngọc Anh là người kinh doanh, thành ra tất cả những cái gì mà chị Dung đọc á, đi lên từ hai bàn tay trắng thì gần như là mình trải qua hết rồi. Nên thật sự là không giơ tay, không phát biểu là bởi vì muốn để cho tất cả những cái anh chị mà mình khi mình nghe á, mình có một cái cảm giác để mà mình gọi là chia sẻ nhiều hơn, là cơ hội cho những người nào mà ít nói á, để nói được nhiều hơn, vừa là để một cái gọi là môi trường để trưởng thành hơn. Chứ thật ra thì nói thì bất cứ lúc nào mình cũng nói được hết. Và thiệt sự là qua cái bài học của chị Dung thì bản thân vợ chồng Ngọc Anh có một cái kinh nghiệm thế này. Vì ngày xưa hôm nay mình, hồi nãy giờ mình có nghe anh Hồ Duy Vũ nói tới coi, rồi thầy cũng nói về những, thầy Quang nói về những cái cơ hội. Thì thật sự là hai vợ chồng mình hồi nãy giờ chưa bao giờ liên quan tới coi hay cổ phiếu hay gì cả. Vì sao? Trước đây thì anh Đường anh là một người gọi là hai vợ chồng mình khi lấy nhau thì anh Đường anh đọc rất là nhiều bài báo. Và thường thì tất cả những bài báo thường nó hay nói là người giàu thì sẽ liên quan đến ba cái.
Cái thứ nhất là bất động sản, cái thứ hai là cổ phiếu, ba là chứng khoán. Thì luôn luôn trong thế giới người giàu là luôn luôn có ba điều này. Thì đó cũng là cái điều mà khi bắt đầu mình bắt đầu khởi nghiệp là mình đã định hình trong đầu mình là sau này khi giàu có thì phải liên quan tới ba cái này. Tuy nhiên bản thân mình với lại những cái công việc bộn bề xung quanh thì mình không có thời gian để mình tìm hiểu nhiều đâu. Và thậm chí là kể cả là đất đai luôn, có rất nhiều những cái cơ hội mà khi lúc mà hai vợ chồng mình còn vào năm 2007-2008 đó các bạn, là thời điểm đó là đất nó rẻ, giá nó rẻ mà nó đang dao động ở cái mức gọi là nó sốt lên sốt xuống, bởi vì vàng nó cũng lên và theo đó là giá đất rồi này kia nó cũng lên. Nên thành ra là bản thân mình thời điểm đó mình hai vợ chồng mình có tiền trong túi, nhưng mà tiền của mình là bao nhiêu? Vàng lúc đó là 39 ngàn. Thì lúc đó là mình bao nhiêu anh nhỉ? 39 ngàn. À 3 triệu. Đâu 39 ngàn à. Là lúc đó là hai vợ chồng mình á thì có được tầm khoảng chừng 20 mấy triệu thôi. Gọi là lúc đó để mà đủ mua là tương đương là 9 cây vàng. Nhưng mà bản thân mình á, cái khi mà hai vợ chồng mình đi làm công việc rồi kia tiền để dành ngân hàng. Như các bạn biết á, là làm cứ để dành 10% thì cứ hai vợ chồng về cảm thấy chi tiêu tất cả bao nhiêu để lại còn lại thì mình nhét vô ngân hàng để lấy được đồng ít lời nào thì ít lời gọi là thêm đồng đó. Vì đơn giản là mình suốt ngày từ sáng bước vô công ty đến tối 10 giờ về thì không có một cái cơ hội nào ở ngoài hết, cũng chẳng ai rủ mình, toàn là những người công nhân may, làm gì có ai rủ đầu tư, nên chưa bao giờ biết một cái đầu tư nào là cái gì các bạn. Thì giai đoạn đó khi mà mình để dành được một số tiền như vậy thì vô tình có một cái cơ hội đến là bà dì ruột. Dì ruột bán căn nhà đó là giá là 3 cây 9, nhưng mà mình thời điểm đó là chỉ có bao nhiêu? Lúc đó 10 cây vàng, bán là 9 cây mấy, gần 10 cây vàng, nhưng mà hai vợ chồng mình thời điểm đó là chỉ có gọi là 20% trong số tiền đó thôi. Để ngoài. Mà tiền thì nó còn nằm tùm lum còn trong ngân hàng, rồi còn kia tùm lum cho mượn đồ bạn bè. Rồi người thân. Thế là cuối cùng mình phải thương lượng với là gì, là bây giờ con chỉ có nhiêu đó, con đưa trước nhiêu đó, xong rồi mỗi tháng tụi con sẽ góp trả dần, thì gọi là sẽ tìm một cái cách trả nhanh nhất cho dì, chứ còn bây giờ là không có trong người. Nhưng mà dì bà kẹt quá rồi, bà kêu là con ấy không thì dì để cho, dì đồng ý luôn. Và cuối cùng hai vợ chồng đưa. Mà các bạn có biết rằng là trời, hai vợ chồng làm cứ tháng nào bà cũng hỏi mà hai vợ chồng tới nỗi mà quýnh cái đít lên. Nhưng mà nhờ như vậy mà mình có bạn, thì sau 3 tháng là mình trả xong được cái ngôi nhà đó. Mặc dù là cũng phải vay mượn thêm chị với lại em đồ này kia. Tuy nhiên là các bạn biết sau có 4 năm, 3 năm thôi thì cái nhà đó mình bán, mình lời coi như là gần gấp 10 lần. Là thời điểm mua là ví dụ 39 triệu thì sau này mình bán nó là 210 mấy triệu các bạn. Và cái đó cũng là một cái cách để mà gia tăng thêm một cái số tài sản cho mình, là một cái cơ hội. Nhưng mà bắt đầu từ đó cũng mới biết tới là nếu mà có tiền ra ngoài mua đất, mua đai này kia thì có khả năng để giàu. Tuy nhiên thật sự với các bạn là bất cứ một cái lĩnh vực gì khi mình không đụng đến và không làm thì mình cũng là người không bao giờ biết. Và bản thân vợ chồng mình là người không quan tâm, đâm ra là với lại cũng không có cơ hội để quan tâm các bạn ơi. Là khi mình làm công nhân mình không có cơ hội để ra đường, không có cơ hội để nắm bắt những cái việc khác, mà chỉ có là trong công ty của mình. Và dần dần khi mình thay đổi cái vị trí của mình, là mình không làm công nhân nữa, chuyển qua làm quản lý rồi chuyển lên tự mở công ty cho mình, thì lúc đó bắt đầu mới ra ngoài nhiều. Và mình cũng có rất nhiều những cái cơ hội. Vì sao? Vì thực ra là chỉ cần gọi là mua bán một tí xíu thôi. Người ta bán vải vụn hay bán quần áo hay là bán máy gì máy móc trong ngành may, chuyển đổi một tí xíu thôi là trong vòng 3 ngày hay 5 ngày, 10 ngày là mình có thể kiếm cho mình một số tiền rồi. Và đó là những cái cơ hội nhỏ, cũng giống như là chị Dung nói trend. Nhưng mà thật ra khi làm trend thì chúng ta phải biết rằng là đón đầu và kết thúc cho nhanh. Tại vì sau này là nó nhiều quá rồi và bão hòa rồi, chúng ta sẽ không kịp để nắm bắt. Tuy nhiên á, về cái coin thì mình không bàn tới. Tại vì cái coin nó là một cái mà thứ nhất là Việt Nam mình chưa sử dụng, nên thành ra mua thì mình đôi khi nó có những cái sự gọi là hiểu biết nhất định. Cũng giống như là chứng khoán hay cổ phiếu thì bản thân mình ngày xưa cũng không bao giờ biết. Là bởi vì thiệt sự với các bạn là mình chưa bao giờ mình có một cái khái niệm về chữ IPO là gì luôn. Vì nãy giờ không đọc, không bao giờ biết hết. Tuy nhiên khi mà
bản thân mình khi mà mình qua bất động sản thì mình phát hiện ra bất động sản có rất nhiều cái hay. Và chính vì vào những cái thời điểm như bây giờ là công nghệ số. Ngày xưa thì thật sự ra là chúng ta làm cái gì, bất cứ một cái gì cũng làm bằng khả năng của mình, bằng sự phán đoán, giống như cái câu chuyện mà chị Dung nói á. À, trước mắt là nhìn thấy mua như vậy, mua đàn cù như vậy là thấy lời rồi. Nhưng mà có đôi khi mình suy nghĩ đắn đo nhiều cũng vượt đi cơ hội. Và những người mà người ta làm, người ta thường thành công á, là người ta có một cái kiến thức nhất định. Người ta có thể, đó, ông ấy có thể lắng tai nghe là biết rằng là cái đàn cù đó là khoảng bao nhiêu con. Thực sự là như vậy các bạn. Có nhiều khi, đôi khi mình phải nhắm vào cái điều đó, là mình nhắm mắt mình. Có những người á, người ta không có đôi mắt, nhưng mà cái sự phán đoán của người ta cực kỳ hay. Tại sao người ta có thể sờ được, để mà đếm được cái đồng tiền đó là bao nhiêu tiền. Mình phải hiểu như vậy. Vì cái cảm giác và cái cảm nhận trong cái con người của người ta, người ta phải có một cái sự phán đoán. À, giống như mình, khi mình bị mù đôi mắt thì làm sao để mình đi, mình phải hình dung được cái bước chân của mình. Mình bước bao nhiêu bước thì mình nó sẽ tới được cái bếp của mình. Mình bước bao nhiêu bước thì sẽ ra được cái cửa của nhà mình. Và đó là cái cách mà khi mà cái một con người, người ta không có, người ta chấm nhắm mắt lại, tĩnh tâm lại. Cái sự phán đoán đó nó còn tốt hơn cả khi mình mở mắt. Các bạn hiểu không ạ? Vì đơn giản nếu mà một người mà mình mở mắt ra, mình nhìn nhiều quá, mình sẽ bị lung lay về những cái việc này, việc kia, sao lãng, vì cái nào, cái nào, cái kia. Tuy nhiên khi mình nhắm mắt lại thì có nhiều khi mình lắng động một tí xíu. Giống như trong cuộc sống mình á, nếu như mình đang khó khăn hoặc mình đang cần phải tháo gỡ ở một chỗ nào đó, các bạn bỏ hết tất cả đi cũng được, không sao cả. Rồi bỏ hết tất cả đi và có thể dành cho thời gian mình, đầu óc mình nghỉ ngơi thoải mái. Giống như một buổi đọc sách, hai buổi đọc sách như thế này, nó có thể khai thông. Nó có thể khai thông và chúng ta tĩnh tâm lại tí xíu, chúng ta nhìn nữa xem, quy hoạch lại là mình sai chỗ nào, mình đang làm chỗ nào là chưa đúng và chưa tốt. Mình có thể làm lại, bắt đầu từ từ và có thể sáng suốt hơn. Đôi khi mình thấy những người mà người ta không nhắm, không mở mắt, người ta lại sáng hơn là những người nhắm mắt. Đó là sự thật trong kinh doanh và trong rất là nhiều cái con đường trong xã hội của mình. Và mỗi lần mình nhìn thấy như vậy thì mình rút ra cho mình cái bài học. Có đôi khi người thông minh quá cũng chưa chắc đã là người sáng suốt. Tuy nhiên mình phải có một cái kiến thức nhất định. Và trong tất cả những cái đầu tư thì đừng nói là cái nào là chắc chắn hết. Cái các bạn muốn chắc chắn chỉ có đúng một điều thôi, là cứ làm đúng. Ví dụ chẳng hạn như mua nhà thì có giấy tờ mua, đừng mua nhà không có giấy tờ. Thế thôi, là nếu như mình muốn chắc chắn. Tại vì sao? Vì khi có giấy tờ thì ít nhất là nó không làm cho mình mất trắng hẳn ở nhà đó, hoặc là nó không làm cho mình gọi là bị thời gian không mua được, hay không làm giấy tờ được vướng vào pháp lý hay vấn đề gì đó ABCD. Còn lại thì chúng ta cứ cái gì đúng nguyên tắc, đúng theo xã hội, đúng theo nhà nước, đúng theo xu hướng chúng ta làm, là cái đó là cái tốt nhất cho chúng ta. Còn nếu như mà mình thấy ở lĩnh vực đó nhiều người làm quá rồi, tại sao gọi là thị trường ngách? Vì chúng ta phải tìm những cái nào đó mà tốt hơn người khác để chúng ta làm, để cho mình trở thành leader, mình trở thành gọi là độc quyền về vấn đề đó. Thì bản thân vợ chồng mình cũng giống như tất cả ở đây, chúng ta đều là những người trưởng thành hết rồi và lớn hết rồi, và có những cái cuộc kinh doanh của mình, có những người làm công nhân nhưng bây giờ lớn tuổi cũng bắt đầu kinh doanh. Thì chúng ta phải hình thành và phải cảm nhận được tất cả những điều đó. Và đặc biệt nếu như ngày hôm nay bạn kinh doanh cái gì, bạn cứ tìm hiểu sâu cái đó vào. À, mình là người phụ nữ, mình không giỏi đâu các bạn, mình rất là dở. Cũng giống như là kiến thức mình ngày xưa, cái thời của mình không được học nhiều, cũng không được đọc sách như những buổi sách như thế này. Nói thật sự, nếu như ngày xưa mà mình có những ngày đọc sách như thế này thì bây giờ thậm chí là mình có thể làm lớn hơn, chứ không phải là như vậy. Cái đó là cái sự thật luôn. Nhưng mà chính vì mình không có được những cái buổi đọc sách như thế này, mình phải lần mò bằng khả năng của mình phải đi lên từ hai bàn tay trắng, phải gọi là dò dẫm đường xá, rồi phải mất rất nhiều lệ phí, là những buổi gọi là trải nghiệm ngu quá các bạn, mất tiền ngu, mất những cái việc mà mình phải trải qua, thì bây giờ mình mới có được một tí xíu. Nhưng cũng chưa là gì cả, chưa bằng ai cả, đúng không ạ? Thế nên là ra ngày hôm nay cái bài học của chị Dung rất là hay. Mặc dù nó rất là ít, nó chỉ là vấn đề rủi ro và suy đoán và cái cơ hội thôi. Nhưng trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều cơ hội, và xung quanh chúng ta có rất nhiều cơ hội. Cũng giống như bây giờ, hiện tại bây giờ còn rất nhiều người khó khăn, nhưng chúng ta cũng đang làm một cái cơ hội, đang gặp những cái cơ hội ngay trước mắt và luôn. Nhưng mà cái quan trọng là bạn có dám hay không, bạn có tìm hiểu về nó hay không, hay là bạn cứ suốt ngày bạn lớn quấn với công việc và bạn không bao giờ tìm hiểu nó, xong rồi bạn lại cảm nhận rằng là tôi không làm được, tôi không biết làm. Biết hay không biết nằm ở mình. Chỉ cần bạn muốn thì chắc chắn bạn sẽ biết và bạn sẽ có cái con đường để bạn đi.
Đó là cái điều mà mình suy nghĩ và mình muốn nói với lại tất cả những người trong room. Và cái mong muốn của mình là các bạn nào chưa giơ tay thì lần sau cứ giơ tay phát biểu nhiều đi ạ. Ở trong room của mình thì không có đúng cũng không có sai. Các bạn giơ tay thì mọi người sẽ biết rằng là các bạn bắt chỗ nào và chúng ta cùng nhau sửa ở chỗ đó. Đúng không ạ? Bài học của bạn cũng là bài học của tôi. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ trong buổi học của mình ngày hôm nay. Em xin cảm ơn sự chia sẻ của chị Ngọc Anh. Thì đó là một cái bài học rất lớn. Và các anh chị chúng ta vào muộn, đó là tuột mất cái cơ hội hôm nay rất là sớm luôn. Có rất là nhiều cơ hội cũng như rất là nhiều những cái kiến thức để cho chúng ta áp dụng. Và đó là đúng như những gì chị Ngọc Anh nói, và chúng ta cần phải trang bị cho mình cái đầu tiên. Nếu như chị Ngọc Anh bảo là chị Ngọc Anh biết đọc sách này sớm hơn thì thành công sớm hơn rất là nhiều. Và đó cũng là cái sự hối tiếc của rất là nhiều người. Nếu cũng như thầy Quang cũng có nói, nếu như thầy đã biết quyển sách Người Giàu Có Nhất Thành Babylon sớm hơn thì chắc chắn là thầy cũng đã không phải vấp ngã rất nhiều. Và đó chúng ta cần phải trang bị cho mình những cái kiến thức để mình phát triển được cái bản thân mình. Và mình phải có những cái gì để cho chúng ta đi thành công. Thì chúng ta cần phải có những cái mối quan hệ. Nếu như một mình chúng ta thì chúng ta không thể phân tích được. Nhưng nếu như có một cái mối quan hệ với tất cả các anh chị chúng ta có một cái phòng Zoom như vậy thì cùng nhau phân tích ra, thì có phải là những cái câu chia sẻ của chị Ngọc Anh, của thầy Quang, của anh Sáu, rồi thì tất cả các anh chị chúng ta trong các buổi chia sẻ đọc sách, thì có phải là mối quan hệ chất lượng không? Ai cũng có những thành công, ai cũng có những thất bại, ai cũng có những cái sự gọi là cho chúng ta những cái kiến thức để cho chúng ta áp dụng. Và chúng ta cần phải cập nhật những cái thông tin. Những cái thông tin thì chúng ta cần phải có những cái thông tin chất lượng để làm sao chúng ta không có cái sự phán đoán cũng như không đưa ra những cái quyết định sai lầm. Và các anh chị đã bao giờ có cho mình cái gọi là cái chu kỳ sống của cái sản phẩm hay của cái ngành nghề nào bao giờ chưa? Và các anh chị đã bao giờ có cho mình những cái gọi là câu hỏi là tiền đi về đâu? Mà tại sao các nước và thậm chí là người ta nói rất là nhiều là tiền nước nọ nước kia bị thiếu hụt, âm nợ. Nhưng tiền nó đi đâu? Chắc chắn là ít người đã đặt ra cho câu hỏi như vậy, đúng không? Vâng, em xin mời anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn kết thúc cho buổi đọc sách ngày hôm nay. Và các anh chị chúng ta vào muộn ấy, thì hôm nay lúc nào em gửi video lên các anh chị xem lại. Hôm nay rất là nhiều những cái giá trị rất là hay. Hy vọng là các anh chúng ta vào sớm hơn 6 giờ 15 để chúng ta có những cái buổi đọc sách. Vâng, em xin mời anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Anh Toàn bật mic lên. Vâng, xin chào các bạn. Nãy giờ chúng ta nghe đọc sách hấp dẫn không ạ? Như vậy thì chúng ta đã trải qua một buổi sáng để được nghe em Thanh Dung đọc về quyển sách Người Giàu Có Nhất Thành Babylon. Thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải liên hệ được bản thân. Tại vì quyển sách này đã viết cũng khá lâu và cũng khá thành công. Cho nên cái quan trọng cái việc đọc sách buổi sáng á, làm sao mà chúng ta liên hệ được bản thân và công việc của mình để mình tìm ra giải pháp của chính mình. Thì đó mới là điều quan trọng. Sách thì nó sẽ có nhiều góc độ khác nhau với nhiều cái góc nhìn khác nhau tùy vào cái khả năng của mỗi chúng ta. Cho nên đọc sách buổi sáng là một cái thói quen rất tốt. Thông qua cái việc đọc sách buổi sáng 6 giờ 15 này thì Viện Đào tạo Bách Khoa cũng mong muốn là chúng ta có một cái nơi để giao lưu, để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau và mỗi người sẽ là một cái mảnh ghép tốt nhất trong một cái bức tranh toàn diện. Và tôi thấy đâu đó là chúng ta không có duy trì được thói quen. Tại vì tôi nhìn, tôi quan sát, bây giờ tôi thấy quan sát á, là hôm qua rất đông, mà bữa nay thì ít đông hơn, đúng không? Cho nên là như thế này nè, chúng ta phải duy trì. Và tôi thấy gần đâu đó đó mà các bạn đọc sách khoảng chừng 3 buổi, bạn theo dõi 3 buổi liên tục thì bạn mới hiểu được cái ý đồ trong cái quyển sách. Chứ còn ví dụ như các bạn có một số bạn mà bữa này nghe, xong cái mai cái nghỉ nghe, rồi cái mốt lại nghỉ nghe, rồi bữa sau nghe nữa thì nó sẽ lãng phí đi thời gian. Thì tôi nãy giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ, nó có một giải pháp như thế này anh chị.
bữa nay chúng ta nghe đúng không? Thì chúng ta ngày mai lỡ chúng ta bận thì bạn lên cố gắng lên YouTube á, kênh YouTube của tôi á, TS Sáng Làm Toàn Official á, tôi có ghi lại những cái video clip á, sáng nào đọc sách tôi cũng ghi lại hết để tôi tổng hợp lại, và những cái video clip đó có thể là nhìn với một cái dân mà truyền thông đó, nó sẽ không chuyên nghiệp, nhưng đâu đó là video clip đó ghi lại những cái nội dung mà các bạn trả lời hoặc là thảo luận một cách chân phương nhất, nghĩa là một cách thực tế nhất, và nó không có phải là ghép cắt ghép mà nó là chân thật nhất, để các bạn có được những cái tài liệu quý giá nhất. Tôi nghĩ là như vậy. Ở đây mình không có thi triển về kỹ thuật, cho nên là tôi ghi thẳng trực tiếp qua Zoom và tôi sẽ post lên cho anh xem, và các bạn xem á, lỡ như một ngày nào đó bạn mà vô tình bận thì anh chị có thể xem lại. Và tôi nghĩ rằng là đọc sách này nó sẽ diễn ra liên tục, và tính cái góc độ là của Viện Đào tạo Bách Khoa đó, thì bản thân tôi đã xuất bản 15 quyển sách. Tuy nhiên từ thứ hai cho tới thứ sáu thì tôi sẽ đọc sách của mình về kế hoạch làm giàu này, rồi chiến lược thu phục nhân tài này, rồi các cái ngành nghề theo tiêu chuẩn đào tạo v.v. về sách kinh doanh cũng như là công nghệ thông tin, tại vì tôi được học hai ngành đó là công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh, thì đâu đó sẽ giúp ích cho chúng ta trong cái công cuộc chuyển đổi số này, trong cái thời gian mà đại dịch này chúng ta cũng đang còn lấn cấn và đang đi tìm một cái cơ hội, một giải pháp. Thì tôi nghĩ là trong cái quyển sách Lập Kế Hoạch Làm Giàu và cũng như là Người Giàu Có Nhất Thành Babylon cho chúng ta những cái idea mà người khác đã thành công hoặc người khác đã thất bại để chúng ta có thể thành công trong cuộc sống này. Thì tôi nghĩ là thời gian cũng đã hết rồi, thì lời kết cho hôm nay là xin chúc các vị có nhiều sức khỏe. Đầu tiên nhất trong giai đoạn này là chúng ta phải giữ gìn sức khỏe. Thứ hai nữa là tinh thần phải sảng khoái. Cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải hết sức bình tĩnh để chúng ta giải quyết. Và ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 11 thì tôi có mời hai đối tác là hai người bạn học trò cũng là đang sinh sống và làm việc bên Mỹ, và có những cái giao lưu chúng ta 9 giờ ngày hôm nay anh chị, vẫn là trong cái Zoom này để cho những cái kết nối giao thương toàn cầu. Tôi lấy ví dụ như anh chị đang có một cái sản phẩm dịch vụ gì đó mà anh chị muốn đi xuất khẩu, hoặc chúng ta muốn kết nối với các nước phương Tây, châu Âu, thì các bạn có thể tham gia cái Zoom này vào lúc 9 giờ. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chúng ta có thể relax ăn sáng xong rồi chúng ta quay trở lại phòng Zoom lúc 9 giờ cho tới 11 giờ các bạn nhé. Rồi xin trả lời lại cho trả phòng Zoom lại cho MC ạ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn Tiến sĩ Thái Lâm Toàn cũng đã có những cái để cho chúng ta trong cái quá trình không được đều đặn thì chúng ta học lại. Đó không phải là những, nếu như không có cái tấm lòng cho đi thì chắc chắn là cái những cái kiến thức thì nếu như ai muốn học thì đến lớp đúng không ạ? Thế nhưng mà vẫn lưu lại để cho các anh chị chúng ta tận dụng, là những cái lúc chúng ta bận chúng ta vẫn có thể có được cái kiến thức trong cái buổi là chúng ta không có mặt ở đây. Và em cũng hy vọng là các anh chị chúng ta ấy, nên cho mình có mặt ở nơi diễn ra. Thì khi đó chúng ta được nói lên những cái cảm nghĩ của mình. Thì khi chúng ta nghe, chúng ta đang nghe với một cách là đơn phương, nhưng ở đây chúng ta được nghe trực tiếp và chúng ta được nói ra những cái suy nghĩ. Vì bản thân em đã trải nghiệm rồi, khi mình chỉ được nghe đơn phương người ta nói thì cái sự cảm nhận của mình nó sẽ hạn chế đi rất là nhiều. Và khi mình trực tiếp được mình nói ra những cái suy nghĩ của mình, nói ra những cái gì mình nhận được, thì mình mới biết là à, mình còn đang bị hỏng ở chỗ nào. Thì chỉ khi nói ra cái gì có trong đầu thì có trong tay, khi chúng ta nói ra à, chúng ta đang hiểu đến đây là chúng ta đã biết là nó là thuộc sở hữu của chúng ta. Nói ra thì chúng ta mới sở hữu được, không nói ra không bao giờ chúng ta sở hữu được. Và bản thân em Dung cũng vậy, kiến thức em có rất nhiều nhưng em chưa nói ra thì em chưa thành công được và em chưa nói được. Đó là cái điều mà khi em đến với Viện Đào tạo Bách Khoa, em được nói ra những cái điều đó với em, thì gần như thể là em mới thấy là à, cái kiến thức của mình nó đã sở hữu từ rất lâu nhưng chưa áp dụng. Và em xin chúc tất cả các anh chị ngày cuối tuần thật vui vẻ, và chúng ta những cái kiến thức chúng ta học được thì đừng nên giữ cho mình, mà hãy lan tỏa những cái giá trị đó cho những người bạn khác, để chúng ta không phải có những cái vấp ngã như những trong những cái cuộc đời cũng như những cái con đường đi mình đã trải qua. Và hẹn gặp lại tất cả các anh chị nếu như ai tham gia cà phê, cũng như hôm nay cho mở đúng không anh, giao lưu mở nhé. Em cho hôm nay giao lưu cà phê mở cho tất cả các anh chị chúng ta tham gia.
Và em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào 6 giờ 15 ngày mai. Chúng ta sẽ cứ đúng giờ chúng ta vào buổi đọc sách. Và xin kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay tại đây.